thuộc dòng dõi hoàng tộc, Trần Quốc Toản lớn lên trong cảnh đất nước chuẩn bị chống quân Nguyên sáng cướp phá và xâm lược nước ta lần thứ hai. Nên hơn ai hết, cậu thiếu niên từ khi còn nhỏ đã hừng hực khí thế mài luyện kinh thư, dốc lòng học võ. Mới 15 tuổi, tính theo tuổi ta là 16, nhưng chàng thiếu niên này đã hừng hực chí lớn muốn diệt giặc bạo tàn, bảo vệ sự toàn vẹn cho non sông nước Việt. Chàng thiếu niên dũng mãnh ấy đã từng bóp nát quả cam vua ban vì không được dự bàn việc nước, dốc lòng xông pha trận mạc với lá cờ thêu 6 chữ vàng, diệt cường địch báo hoàng ân, nổi danh sử sách. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản là con của Vũ Uy Vương Trần Nhật Duy với bà Trần Ý Ninh. Có một số tài liệu viết rằng Trần Nhật Duy là con trai của vua Trần Thái Tông. Nếu như vậy thì Trần Quốc Toản là cháu nội của vua Trần Thái Tông và là anh em con chú con bác với vua Trần Nhân Tông. Tương truyền thuở nhỏ, Trần Quốc Toản rất hàm mê cung kiếm, thao luyện võ nghệ, học tập binh thư và được Phương Đạo Vương rất khen ngợi. Trước khi Hoài Văn Hầu chào đời 10 năm, quân dân Đại Việt đã khiến giặc Nguyên Mông thua tan tác trong trận quyết chiến Đông Bộ Đầu, giành thắng lợi tưng bừng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Biết rằng giặc Nguyên Mông không bao giờ từ bỏ giấc mộng thuần tính Đại Việt, triều đình nhà Trần một mặt giảng hòa với nhà Nguyên, một mặt tích cực chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó. Suốt từ năm 1258 trở đi, trong khoảng một phần tư thế kỷ, nhà Trần áp dụng phương sách đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt nhưng cũng không kém phần cương quyết. Không ít lần, vua Trần khéo léo từ chối những yêu sách quá quắt của Hốt Tất Liệt, hoàng đế Nguyên Mông. Điều này càng khiến Hốt Tất Liệt nung nấu quyết tâm thôn tính Đại Việt và càng ngày càng đưa ra những yêu sách quá quắt để nắn gân và dọn đường cho cuộc tấn công xuống Đại Việt. Đó là lý do vua Trần triệu tập hội nghị Bình Thang vào tháng 10 năm 1282, khởi đầu cho câu chuyện bóp nát quả cam hy hữu trong lịch sử của Trần Quốc Toản. Trước nguy cơ giặc Nguyên Mông đánh chiếm Đại Việt hiện hữu, tháng 10 năm 1282, vua Trần Nhân Tông triệu tập hội nghị Bình Thang để bàn phương hướng kháng chiến, tiến cử và quyết định nhân sự cho cuộc kháng chiến khi Nguyên Mông xua quân đánh chiếm nước ta. Hội nghị này bao gồm quan lại vương hầu và được đích thân vua Trần chủ trì. Do mới 16 tuổi, theo cách tính tuổi như bây giờ, thì khi ấy Trần Quốc Toản mới 15 tuổi, nên Hoài Vương Hầu không được mời dự hội nghị. Tuy vậy, Hoài Vương Hầu vẫn tới bến Bình Thang đòi được vào dự hội nghị. Bị lính canh chặn cửa, Hoài Văn Hầu vặn hỏi: "Ta là Hoài Văn Hầu, quan gia truyền gọi tất cả vương hầu tới họp, ta là hầu, cớ sao không cho vào?" Thấy chuyện ầm ĩ bên ngoài, Trần Nhân Tông hỏi ra mới biết chuyện, bèn cho người mang ban cho Hoài Văn Hầu một quả cam và khuyên Hoài Văn Hầu lùi bước vì chưa đến tuổi bàn việc nước. Về chuyện này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại như sau: "Vua thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết." Trở về từ hội nghị Bình Thang, Hoài Văn Hầu vẫn quyết tâm tìm cách đánh giặc cứu nước. Chàng thiếu niên có vóc dáng vạm vỡ hơn người do sớm thao luyện võ nghệ, bèn quy tập gia nhân, trai tráng trong vùng được hơn 1.000 người, rèn luyện binh khí, tích trữ lương thảo, ngày đêm luyện võ tập trận. Trần Quốc Toản còn cho thêu trên một lá cờ lớn 6 chữ vàng, phá cường địch báo hoàng ân. Cuối tháng 2 năm 1285, quân Nguyên Mông ồ ạt tấn công Đại Việt. Trong các trận chiến chống giặc ngoại xâm, Trần Quốc Toản thường dẫn quân xông lên trước lính triều đình, tả xung hữu đột, đương đầu trực tiếp với thế giặc đang mạnh. Lá cờ thêu 6 chữ vàng của Trần Quốc Toản xuất hiện trên nhiều mặt trận, góp phần quan trọng làm chậm bước tiến của quân Nguyên. Về chuyện này, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: "Khi vào trận với giặc, Hoài Văn Hầu tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch." Theo sách Việt Sử Kỷ Yếu, khi Ô Mã Nhê đánh vào Vân Đồn để cướp lại lương thực, quân của Trần Quốc Toản và Trần Khánh Dư chống trả kịch liệt. Trần Quốc Toản bị thương trong trận đánh này và qua đời ngày 2 tháng 2 âm lịch khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên thực tế, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản không hề tử trận. Về việc ghi chép rằng Hoài Văn Hầu mất trong trận đánh ở sông Như Nguyệt, có một phần nhiều là đến từ sách sử nhà Nguyên. Nguyên Sử, phần An Nam Truyện có ghi chép rằng: "Quan quân chỉ quân Nguyên rút đến sông Như Nguyệt, Nhật Nguyên, tức vua Thánh Tông, sai Hoài Văn Hầu đến đánh." Kinh Thế Đại Điển Tư Lục ghi chép tiếp rằng:
Thoát Hoan chạy đến sông Như Nguyệt, Nhật Huyên sai Hoài Văn Hầu đuổi theo, giết được Hoài Văn Hầu. Thực tế cuốn Kinh Thế Đại Điển Tư Lục có sự nhầm lẫn. Người tử trận là Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiện, chứ không phải Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Cuốn sách này đã nhầm lẫn giữa hai người, nên thay vì Hoài Nhân Vương thì lại nhầm thành Hoài Văn Hầu. Theo tình hình lúc đó, Trần Quốc Kiện và Trần Quốc Toàn đều là bậc thiếu niên thuộc dòng dõi Hoàng Thần Quốc Thích nhà Trần, tuổi cũng chạc nhau. Khi hội nghị Bình Than diễn ra, cả hai đã cùng đến xin được vào dự, nhưng đều bị từ chối do còn nhỏ tuổi. Do cả hai người chạc tuổi nên khá thân thiết với nhau. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, cả hai người lại cùng sát cánh chống lại quân giặc. Gia phả của Chiếu Quốc Vương Trần Ích Tắc có ghi chép về cái chết của Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiện. Chính Trần Ích Tắc viết rằng, trận Như Nguyệt ngày 6 tháng 5, niên hiệu Chí Nguyên thứ 22, Quốc Kiện theo đuổi chú, buông lời vô lễ, giết Quốc Kiện. Chú ở đây chính là Trần Ích Tắc. Trong gia phả của mình, chính tay Trần Ích Tắc cầm bút viết rõ mình đã giết Quốc Kiện. Có thể lúc đó, Trần Quốc Kiện cho quân đuổi tới, nhìn thấy Ích Tắc đã đầu hàng quân Nguyên Mông nên có lời qua tiếng lại với chú của mình. Ích Tắc tức giận nên đã giết chết Quốc Kiện. Các gia phả đều chép ngày giỗ Hoài Nhân Vương Quốc Kiện là 6 tháng 5, ngày giỗ của Hoài Văn Vương Quốc Toàn là 18 tháng 9. Ngày 6 tháng 5 cũng chính là ngày xảy ra trận đánh Như Nguyệt. Vậy thì người đã tử trận là Hoài Nhân Vương Quốc Kiện chứ không phải Hoài Văn Vương Quốc Toàn. Các gia phả của Hưng Nhượng Vương, Hưng Vũ Vương, gia phả của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đều chép Quốc Toàn giết Toa Đô, bắt Ô Mã Nhi đều là những chiến công oai hùng lúc đó. Theo nhiều gia phả của nhà Trần ghi chép thì trận Như Nguyệt chỉ có Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiệt tử trận, còn Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn sau được phong Hoài Văn Vương và sống thọ đến tận 92 tuổi. Các sử sách sau này đều căn cứ theo cuốn Kinh Thế Đại Điển Tư Lục nên cũng đều bị nhầm theo. Chi tiết về cái chết cũng rất sơ sài. Do không chiếm được lương thảo, chỉ sau đó vài tháng, quân Nguyên Mông bắt đầu rơi vào tình cảnh khốn cùng. Cái vườn không nhà trống của giặc Trần đã mang lại cơ hội không thể tốt hơn cho việc tổng phản công giặc. Trong khoảng từ đầu tháng 5 tới đầu tháng 6 năm 1285, Hoài Văn Hầu cùng các tướng lĩnh theo quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, thượng tướng Thái Sư Trần Quang Khải và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đốc quân ngược ra Bắc để phản công giặc. Dựa theo phòng tuyến sông Hồng, quân triều đình chia làm 3 mũi tấn công. Hoài Văn Hầu theo mũi tấn công do Chiêu Thành Vương và tướng quân Nguyễn Khoái chỉ huy đánh thẳng vào bến Tây Kết gần bãi Đà Mạc, Thiên Mạc, nay thuộc địa phận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, khiến quân giặc thua chạy táo tác. Những chiến thắng liên tiếp có công sức không nhỏ của Trần Quốc Toàn khiến quân giặc liên tục vỡ trận phải tháo chạy, trong đó có chiến thắng lịch sử ở Trương Dương Độ. Trần Quốc Toàn cùng đội quân thiện chiến và lá cờ thêu 6 chữ vàng hòa cùng đại quân triều đình vây khốn quân Nguyên ở thành Thăng Long, khiến Thoát Hoan phải mở đường máu qua sông Hồng để tháo chạy. Trần Quốc Toàn lại dẫn quân truy đuổi, tới bờ sông Như Nguyệt thì đón đầu được quân Nguyên. Không địch nổi với Trần Quốc Toàn, không vượt sông Như Nguyệt được, quân Nguyên phải tháo chạy lên Vạn Kiếp. Chàng thiếu niên dũng mãnh Trần Quốc Toàn quyết truy đuổi tới cùng. Tuy nhiên, trong lúc truy đuổi, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn không may hy sinh. Tuy tử trận, nhưng Trần Quốc Toàn đã góp công không nhỏ trong sự thành công của cuộc tổng phản công của quân đội triều đình, quét sạch bóng Xâm Lăng chỉ trong vòng khoảng 20 ngày đêm. Nhận được tin Hoài Văn Hầu tử trận, Trần Nhân Tông rất đỗi thương tiếc. Khi đất nước sạch bóng giặc, nhà vua cử hành tang lễ rất trọng thể, đích thân là văn tế và truy tặng Trần Quốc Toàn tước Hoài Văn Vương. Tuy nhiên, theo nhiều sử liệu thì Trần Quốc Toàn không hề tử trận. Một số sách sử có ghi chép về cái chết của Trần Quốc Toàn nhưng không chi tiết. Cuốn Việt Sử Kỷ Yếu chép rằng, khi Ô Mã Nhi đánh vào Vân Đồn để cướp lại lương thực, quân của Trần Quốc Toàn và Trần Khánh Dư chống trả kịch liệt. Trần Quốc Toàn bị thương trong trận đánh này và qua đời ngày 2 tháng 2 âm lịch khi mới 18 tuổi. Cũng có sách lại cho rằng, ông tử trận trong trận đánh tại sông Như Nguyệt vào tháng 5 năm Ất Dậu 1285. Sách sử của nhà Nguyên là Kinh Thế Đại Điển Tự Lục có ghi chép rằng, đến sông Như Nguyệt, Nhật Huyên sai Hoài Văn Hầu đến đuổi thì bị giết. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì ghi lại rất ngắn gọn. Đến khi Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn mất, vua rất thương tiếc, đích thân viết văn tế và gia phong tước vương.
Trong khi đó, các sách sử khác của Việt Nam như Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Việt Sử Tiêu Án và các quyển sử soạn gần đây như Việt Sử Tân Liên của Phạm Văn Sơn, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, Trần Hưng Đạo của Hoàng Phúc Trâm đều không thấy đề cập đến cái chết của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Nhưng thiết nghĩ nếu Trần Quốc Toản đã chết thì những chiến công này đều diễn ra sau trận đánh Như Nguyệt. Nếu Trần Quốc Toản thật sự tử trận vào ngày 6 tháng 5 thì làm sao có được những chiến công oai hùng như thế sau đó? Đặc biệt, Trần Quốc Toản khi mới 19 tuổi đã đánh bại và giết được danh tướng thiện chiến bậc nhất của quân Nguyên là Toa Đô tại Cửa Hàm Tử. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 3 năm 1288 tại trận Bạch Đằng, cũng chính Quốc Toản đã đánh danh tướng thiện chiến khác là Ô Mã Nhi rớt xuống sông. Sau đó, Đỗ Hành dùng câu liêm móc lên bắt sống Ô Mã Nhi. Gia phả của dòng Hưng Vũ Vương, Hưng Hiếu Vương, Nhượng Vương, Hưng Trí Vương, Hoài Văn Vương đều có bài thơ ghi rõ những chiến công của Trần Quốc Toản như sau: Tam tổ thị Hoài Văn, trí dũng thực vô biên, niên thiếu cam thống khổ, lao tù tại Trường Yên, ngự tứ trấn Bắc Kiếm, cửu độ phá ác nguyên, truy thoát hoang Như Nguyệt, hàm tử trảm Toa Đô, Bạch Đằng cầm Ô Mã, di dức vạn vạn niên. Tạm dịch: tổ thứ ba là Hoài Văn Vương, trí dũng thực vô cùng, thời niên thiếu thống khổ, lao tù tại Trường Yên, được ban kiếm trấn Bắc, chiến trận phá giặc Nguyên, đuổi thoát hoang Như Nguyệt, hàm tử giết Toa Đô, Bạch Đằng bắt Ô Mã, để đức lại vạn năm. Bài thơ trên ghi rõ Trần Quốc Toản có 9 trận phá giặc Nguyên. 9 trận này được nhà nghiên cứu Trần Đại Sĩ ghi chép lại từ gia phả họ Trần như sau. Thứ nhất, trận Đâu Đỉnh chặn đạo quân Nguyên dùng thượng đạo đánh úp Chỉ Lăng. Quân Nguyên do Lý Hằng, Ô Mã Nhi chỉ huy cùng Hoài Nhân Vương. Thứ hai, trận đánh chặn không cho Mông Cổ chiếm Thăng Long để quân dân trong thành Thăng Long kịp thời di tản cùng Hoài Nhân Vương. Thứ ba, trận cùng Chiêu Minh Vương cứu viện Chiêu Văn Vương ở Thanh Hóa. Thứ tư, trận tái chiếm Trường Yên. Thứ năm, trận tây kết oai hùng cùng Hoài Nhân Vương. Thứ sáu, trận tái chiếm Thăng Long trong lần chống quân Nguyên thứ hai cùng các tướng khác. Thứ bảy, trận đánh bại và truy đuổi thoát hoan ở Như Nguyệt cùng Hưng Đạo Vương, Hưng Ninh Vương, Hoài Nhân Vương. Thứ tám, trận hàm tử giết Toa Đô. Thứ chín, trận Bạch Đằng bắt Ô Mã Nhi. Nhưng riêng trong gia phả của Hưng Vũ Vương, con trai trưởng của Hưng Đạo Vương còn bổ sung thêm 4 chiến công nữa là thành 13, thập tam. 10. Trợ giúp Chiêm Thành bắt Gian Vương Chiêm. 11. Đánh trận Hỏa Giáp, phá đạo quân Sải Thung, bắt sống được Trần Di Ái, người đầu hàng quân Nguyên. 12. Cùng với Vũ Uy Vương đánh trận thoát hoan ở phía Bắc. 13. Chiếm lại thành Thăng Long trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 3. Vì vậy mới có câu Hoài Văn thập tam chiến, Uy Vũ trấn Trung Nguyên. Ngoài ra, theo gia phả hậu duệ nhà Trần thì khi nhà Nguyên sa sút, rất nhiều cuộc khởi nghĩa người Hán nổ ra để đánh đuổi nhà Nguyên. Vợ chồng Trần Quốc Toản cùng trở về phương Bắc khởi binh khôi phục nhà Tống. Sau này, trong cuộc khởi nghĩa lớn nhất chống lại nhà Nguyên của Trần Hữu Lượng, có rất nhiều người là con cháu hậu duệ của vợ chồng ông tham gia. Cuốn gia phả của hậu duệ Trần Quốc Toản là Viêm Phương Trần tộc Lưu Phả có ghi lại rằng vợ của Trần Quốc Toản là công chúa cuối cùng của triều đại nhà Tống, tức Triệu Ngọc Hoa. Ngoài ra, gia phả cũng nói rõ ông sống rất thọ chứ không hề tử trận. Một cuốn sách khác là Đông A Di Sự có chi tiết về Trần Quốc Toản trong sự kiện của Đoàn Nhữ Hài tóm lược như sau. Tháng 4 niên hiệu Hưng Long thứ 7 năm 1299, nội cung nhà Trần phát hiện ra chuyện tình giữa quan sử mật viện trong cung là Đoàn Nhữ Hài cùng cung nữ Sao Châu. Theo đó, cả hai bị khét vào tội chết. Tuy nhiên, nhờ sự có mặt kịp thời của Huệ Túc Phu Nhân mà cung nữ Sao Châu được cứu. Còn Đoàn Nhữ Hài làm sử mật viện là người của họ Đông A nên giao cho thân vương sử. Theo lệ nhà Trần thì các thân vương đều về ấp ở, mỗi tháng chỉ cần một vị ở triều đại diện cho các thân vương. Vị thân vương đại diện tháng 4 năm ấy lại chính là Trần Quốc Toản. Đông A Di Sử chép rằng, tháng 4 đến lượt trấn Bắc đại tướng quân Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Hầu kính cẩn thưa, thánh đức của Thái Tôn nhà ta liền giữ lấy, thần xin tác hợp cho Đoàn tiên sinh và Giao Châu. Như vậy, nếu theo Đông A Di Sử thì cho đến năm 1299,
cách cuộc chiến chống quân Nguyên Mông cuối cùng 1287-1288 đã rất xa, Trần Quốc Toàn vẫn còn sống. Một số nhà nghiên cứu họ Trần vẫn tin vào cuốn Đông A Di Sự do Trần Triều Bình Chương Quốc Sư, Băng Hồ Tướng Công Trần Nguyên Đán chép bút, bởi đây là cuốn sách do người trong dòng tộc nhà Trần ghi chép lại chân thực chi tiết tất cả những sự việc liên quan đến triều đại nhà Trần. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.